Chào mừng toàn thể quý khán giả thân mến đã quay trở lại với số tiếp theo trên kênh Về Miền Tây Bắc. Ngày hôm nay thì Long lại đồng hành cùng em Sơ các bạn ạ. Chào chào các bác. Và địa điểm mà ngày hôm nay thì anh em mình quay trở lại thăm ba mẹ con. Thì báo với các bạn và toàn thể các quý hảo tâm một tin rất là vui, thì Long đã nhờ các bác phụ trách ở thôn, anh em cùng nhau tìm kiếm, đã tìm được cái khu đất và giá cả cũng tương đối là hợp lý rồi. Ngày hôm nay thì lên để làm thủ tục với cả quay lên để cho các bạn cập nhật tình hình cũng như là xem cháu bằng dín học hành ra sao, nhờ em Sơ tiếp tục đến hỗ trợ cháu. Xin mời các bạn hãy đồng hành video này cùng anh em mình nhé. Xin mời. Ở trong bản làng của ba mẹ con chị Á sinh sống nhờ thì đẹp lắm các bạn ạ, cảnh vật hùng vĩ. Phía sau cái quả núi cao kia đã là Trung Quốc rồi, một vùng biên giới cũng tương đối là thanh bình. Đợt này em Sơ lại tạm dừng lại cái công việc ngày trước em làm. Dạ, đúng về rồi. Phụ bố mẹ làm cỏ gì nhỉ? Cỏ gừng. Cỏ cây gừng đúng không? Dạ vâng. Cấy hay nhà em cấy xong hết chưa? Cấy xong hết rồi ạ. Nên đợt này thì có dự kiến dự định đi làm việc gì chưa? Hiện tại thì em cũng chưa có, đang tính là muốn đi học. Đi học hả? Dạ vâng, kiểu đi học tiếng ý ạ. Đi học tiếng, học tiếng Anh hay tiếng Trung được? Em tính dự kiến là đi học tiếng Nhật, nhưng mà... Tiếng Nhật á? Dạ vâng, thì cái đấy chỉ là dự kiến thôi, em cũng không chắc chắn là có đi được hay không, tại vì bố mẹ cũng không có ủng hộ mấy. Bố mẹ muốn cho đi lấy chồng à? Chưa. Chưa. Bố mẹ không cho đi lấy chồng đâu. Thì như này các bạn ạ, Long cũng có gọi chia sẻ với Sơ ấy, thì như này tình hình học việc của cháu, học chữ của cháu bằng dín cũng căng thẳng quá. Thì không biết là để tự học này, không biết là từ hôm nọ rồi được cái chữ nào chưa. Hôm đầu tiên lên Sơ hướng dẫn đây thì chậm quá, bởi vì là cháu đang bị ảnh hưởng là cái tiếng phổ thông của bên Trung ấy. Đúng rồi. Nên là cháu học sang một cái thứ tiếng này nó lạ quá, nó khó học quá. Khó. Mà Sơ thì cách nhà cách đây cũng xa cơ, nên là cũng không thể thường xuyên sang được. Mà muốn như này thì ý của cháu Long là như này cả. Thưa với toàn thể quý hảo tâm và các bạn khán giả thân mến, thì ý của cháu Long là đang muốn là xin một cái quỹ khoảng tầm khoảng 5 triệu đồng để nhờ Sơ sẽ đứng ra để dạy cho cháu bằng dín chữ. Mà ví dụ như mà Sơ mà chạy xe từ nhà Sơ về đến đây thì xăng xe đi lại thì vất vả quá, mà ở nhà thì bằng dín ở với mẹ thì mẹ toàn bắt đi lên nương lên đi làm, chả có thời gian học đâu. Mà buổi tối bảo Sơ sang thì xa quá, Sơ không di chuyển được. Thì ý của anh là đang muốn xin các quý hảo tâm một cái số quỹ khoảng 5 triệu đồng để tặng Sơ, xong rồi nhờ Sơ là đón cháu bằng dín sang nhà Sơ. Ví dụ một tuần mình đón khoảng 3 ngày thôi. Đúng. Còn 4 ngày thì mình lại chở cháu về để cháu đỡ mẹ làm nương làm ruộng. Thì ví dụ một tuần được khoảng 3 ngày đó thì hai chị em kèm nhau học thì mới hiệu quả được. Chứ còn dăm bữa nửa tháng mới Long mới nhờ em Sơ đi được một bữa như này thì nó không hiệu quả. Thì ý của anh đang là như vậy. Thì nếu như mà anh xin được các ông bà, cô chú, anh chị nhà hảo tâm mà gửi được khoảng cỡ 5 triệu về để nhờ em như thế thì em có đồng ý không? Em thì bây giờ cũng ở nhà phụ giúp bố mẹ thôi, cho nên là cái điều đấy thì em thấy cũng được. Tại vì nếu như mà ở xa như này ấy, thì em đấy học thì sẽ không có hiệu quả. Như hôm nọ học được có mấy chữ thôi đúng không? Xong anh em mình về bẵng đi khoảng hơn một tuần nay rồi. Thì chắc không biết ở nhà em có sợ chịu học không, hay là cũng khó lắm. Cả ngày mẹ đi làm cùng mẹ từ sáng đến tối. Đúng rồi, em sợ. Tối về có khi mệt nhoài rồi, học hành gì. Rồi tí nữa lên để Long tìm cách xem thế nào các bạn. Đợt này mưa suốt này, nhìn cây cối cỏ hoa mọc xanh nước màu. Nhà
Ba mẹ con không có ở nhà ấy. Sáng nay anh đi chợ thì thấy mọi người bảo là ba mẹ con cũng đi chợ, nhưng mà anh đi tìm khắp chợ không thấy đâu. Gọi điện thì lại thấy thuê bao rồi, lại không sạc được pin hay sao ấy. Anh cứ nghĩ là đi chợ về rồi cơ. Long có mua đây, anh có mua giá đỗ này, thịt với cả đậu, bánh cho hai cháu nữa. Ây da, làm thế nào nhỉ? Sơ thử cầm điện thoại anh gọi lại xem là có liên lạc được không. Anh ở lúc anh ở chợ này gọi thứ bao. Đi tìm thì hỏi họ lại chỉ ba mẹ con đi hướng kia rồi. Thì không biết là đi chợ xong đi đâu nhỉ? Không biết đâu rồi. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Nói thuê bao à? Thuê bao. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đang định lên để kiểm tra đất với cả xem kiểm tra cháu học hành nào. Với em mở cửa ra xong nào mang đồ ăn vào bên trong đã. Treo gọn lên. Đây, cửa già thì chả có đâu, có cái tấm túi ni lông này, xong là kê đá vào này. Kê toàn tảng to đấy chứ nhỉ. Sơ nhăn mặt mũi vào mới lấy được. Căn lều sau bao nhiêu trận mưa gió ấy, nó đã sập sệ, càng ngày càng sập sệ rồi. Những cái hòn gạch treo cái này không biết là còn trụ cái sợi dây được bao nhiêu lâu nữa. Nhờ cái chú chủ nhà đấy, chú dựng cho cái lều này gọi là cũng chắc đấy. So với cái hình hài của nó thì đúng là cũng là sau được mấy trận mưa mà vẫn còn tồn tại được như này là chú ấy cũng nhiệt huyết, chú ấy buộc cho nó cũng tương đối là cứng đấy. Chứ không phải là dễ bung đâu, với cả nó thấp ở đây cũng ít gió. Ê, Sơi, anh ở kia anh có thấy cháu bé, thử hỏi thử xem là có nhìn thấy ba mẹ con không? Dạ vâng, thử. Em hỏi giúp anh đi. Nhìn sai. Các bác là bác gì mong phải sáng mũi tư lờ, các bác bố mũi tư lờ. Ây, nó là bố mũi tư kia nà ní bố tư tao lố. Em nghĩ vào là không biết. Em bốc bánh. À đây 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 đây. Nó là nắm mũi áp lô thằng cà. Con học lớp mấy rồi? Lớp 5 à? Lớp 5 rồi ạ. Có mấy em? Ba em à, ở nhà có anh có chị không? Một chị một anh với ba em nữa. Đông thế. Ồ, thế cho nhiều vào sư ạ. Dạ vâng, em cho nó một một ý là đây. Em tặng nhiều cho chị. Cháu. Ừ, dạ. Nhà đông chị em, đông anh em. Cho cả chị. Nhiều nhất từ. Hết chỉ này, các tối non chưa? Các tối non chưa có một sách nhú. Ừ. Cho đây là nó chơi mình dùng đúng nó chơi chờ lô phai nó bố hở mùa. Bye bye nhé. Bye bye. Ngoan quá, học lớp 5. Lớp 5 là tầm bao nhiêu tuổi anh ạ? À? Không nhớ. 6 đó. Tuổi học lớp 1. 6 cộng 5 là 11 tuổi. 11 tuổi. Tính ra là em dí mà đi học chắc cũng lớn hơn này khoảng rồi. Lớp 6. Lớp 7, lớp 6, lớp 7. Đấy, lớp 6, lớp 7 nhưng mà không biết chữ các bạn ạ. Chỉ còn cách như thế thôi. Long nghĩ là hôm nay đang định lên là thứ nhất là xem đất đai nào. Thứ hai là xem cháu học chữ đến đâu. Và thứ ba là cố gắng thuyết phục mẹ cháu là tạo sự tin tưởng, gọi trưởng bản lên cam kết để dẫn cháu sang nhà em Sơ này này. Nhà Sơ thì các bạn xem những video từ mấy năm trước các bạn biết rồi. Nhà Sơ bây giờ thì còn mỗi Sơ với bố mẹ thôi, nên là nhà cũng thưa người ấy, thì lên trên đấy thì tạo điều kiện ăn uống rồi sinh hoạt rồi học hành ở đấy thì sẽ dễ dàng hơn. Nó nghĩ là như vậy là hợp lý nhất. Chứ còn để cháu ở với mẹ như này thì mẹ toàn cho nương làm, xong là buổi tối thì đèn chả có, mà làm nương làm ruộng làm đồi thì buổi tối mệt nhoài ra rồi, chả có sức đồ mà học. Mà tự học cũng rất là khó. Còn em Sơ thì không thể nào chạy mấy chục cây số để sang đây buổi tối được. Chỗ ngủ không có các bạn ạ. Sang đây mà Sơ cũng muốn sang đây thì không có chỗ ngủ, chỗ nghỉ. Nên là có cái cách đưa về nhà Sơ học là tốt nhất. Không đưa được hai chị em thì cố gắng đưa cháu cả, là cháu bằng zip. Xem nào. Ô, ba mẹ con không biết đi chợ xong đi đâu nữa nhỉ? Đúng rồi. Đây xem là có cái gì đây. Con chim hay cái gì á?
Thế chắc cái cún bé nó làm cái gùi giỏi không này? Ôi, làm cái cởi ấy. Cái gùi đấy. chắc em út lên nương không có việc gì làm ngồi nghịch đây. Xem là cơm nước buổi sáng nay có ăn uống gì không. Nồi niêu xoong chảo trắng nhẵn rồi, cơm hết sạch. Có tí cá mắm à? Cá mắm đấy được. Chắc là trước đấy. Các anh mua. Gạo vẫn còn đúng không? Đúng rồi, gạo vẫn còn. Ok. Cứ để tạm thịt rồi vào đấy. Nhưng mà mẹ con về thì nhìn thấy đồ đây thì chắc là cũng sẽ nhận ra là Long đem đến thôi. Bởi vì là cũng người ở đây thì cũng chả có bạn nào biết cả. Chả có biết có hội hiệp nào hay là đơn vị nào biết đến hoàn cảnh của ba mẹ con đâu. Long đi vào trong này thì khom lưng đến gập cả mặt xuống gối mới vào được trong cái cửa này. Đằng sau lưng nó là cái tà ly đất. Còn bốn bề xung quanh thì chỗ thì bạt, chỗ thì tải, chỗ thì túi bóng, trăng lên. Căn lều cỡ khoảng được chừng 5 mét vuông. Cái giường khoảng 2 mét, còn lại là khu vực bếp. Ăn uống sinh hoạt ở đây. Ba mẹ con cuộc sống thì vất vả lắm. Các quý khán giả theo dõi từ những cái số đầu tiên ấy thì biết rồi. Đây là cái con gì đây? Bắt được cái con ve ở trên rừng ấy mang về ăn đây. Củi giã chả có. Cuộc sống của ba mẹ con thì có những quý khán giả theo dõi từ những số đầu tiên thì các bạn biết. Còn có những quý khán giả có lẽ là mới được xem video này thì Long xin phép chia sẻ một chút. Ba mẹ con thì ngày trước mẹ của các cháu là chị Á đấy thì bị bắt cóc sang Trung Quốc bán. Thì như các bạn biết là bên Trung Quốc thì tỷ lệ nam giới người ta nhiều hơn nữ giới. Chính vì vậy mà những cái chàng trai mà không được xuất sắc và gia đình khó khăn ấy, thường thường là người ta sẽ không lấy được vợ. Và khi mà người ta bắt cóc con gái Việt Nam sang bên đó bán ấy, thì đa phần là những chàng trai nghèo thì họ mới đủ tiền để mua lại. Thì các bạn biết rồi, rơi vào những hoàn cảnh gia đình đó thì một là có vấn đề gì đó, hai là kinh tế cũng khó khăn nên là cuộc sống sang đấy khốn khổ lắm. Thì rất là thương tâm là bởi vì là khi mà sinh thành được hai cháu thì cháu Bằng Dí là cháu lớn là 13 tuổi, còn cháu Lù thì được 5 tuổi, hai chị em gái. Thì khoảng 3 năm trước thì bố của cháu không may lại qua đời, thế là còn ba mẹ con thì có lẽ là với xung đột gì đó mà bên họ hàng bên kia nữa, gia đình đất đai nhà cửa không đâu vào đâu nữa, thì ba mẹ con quyết định là chuyển về Việt Nam. Chuyển về Việt Nam thì bố của chị Á thì lại bị mù, còn mẹ thì lại đi bước nữa, nên là gia đình cũng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cũng tan thương hết, tan tác hết, nên là cũng chả có nơi mà trú ngụ. Đất đai anh em ruột thịt thì vẫn còn, nhưng mà nhà nào cũng thấy nghèo, nhà nào cũng thấy khổ. Thế là bây giờ chị cứ bám trụ ở tất cả trong những cái bản làng loanh quanh đây, ai cho ở nhờ đâu thì ở nhờ đó. Thì đến cái địa điểm mà cái căn lều này dựng lên thì là cái căn lều thứ tư mà Long đến thăm rồi. Cứ mỗi đợt Long đến thăm một vài tháng là lại chuyển đến một nơi mới. Không ai người ta cho ở lâu cả. Bản thân mình thế thôi, chứ ai ở nhờ một thời gian thì mình chỉ giúp được một thời gian nhất định thôi. Khi mà mình cần dùng cái khu đất đó vào công việc khác thì mình cũng phải xin phép là dừng cho họ ở nhờ thôi. Ai cũng vậy thôi. Nên mình cũng không trách được những người kia, người ta cho ở là tốt rồi. Đấy các bạn ạ. Và cũng không phải là những cái câu chuyện đó đã xong đâu. Mà gần đây thì anh em họ hàng bên nhà bố của các cháu ấy lại muốn sang đòi cháu Bằng Dín, tức là cháu 13 tuổi, cháu dậy thì rồi. Họ đòi về đấy thì không biết là với mục đích gì. Long phỏng đoán thôi, thực ra là mình cũng không muốn đoán linh tinh đâu, nhưng mà Long nghĩ tỷ lệ cao, khả năng cao là họ lại lấy về đấy họ làm những cái công việc gì đó thôi. Rồi lại bán cho người đó, bán cho người kia. Nên là ba mẹ con cứ trốn hoài, cứ nghe thấy tin họ sang đây cái là trốn biến, bạt tăm bạt tích lên cái quả đồi này. Thì cũng rất là may mắn trong cái bản làng này thì cũng có một số gia đình rất là tốt. Họ cho ba mẹ con mượn cái nương. Đó là chính là cái nhà xây này này. Cái nhà xây này thì hai vợ chồng trẻ nên họ đi làm công ty, làm xa được nên là họ cho mượn cái nương, cái ruộng qua quả đồi kia để canh tác. Bây giờ có trồng ngô, trồng gừng, trồng ớt các thứ như đấy. Để gọi là có cái đồ để bán, lặt vặt kiếm đồ ăn, đồ sống qua ngày. Trong bản làng có công có việc gì người ta nhờ thì đi giúp người ta. Sau đó là người ta cho thức ăn để ăn được bữa nào hay bữa đấy. Nên là tóm lại một chút về cái cuộc sống của ba mẹ con khổ lắm.
Đây cũng là cái gia đình mà ngày xưa chị ba mẹ con chị Á ở nhờ đấy. Mọi người đang đan thêu đẹp quá nhỉ. Sơ với đan này không em? Có. Có. Xuống thử làm mấy đường cơ bản xem nó hay là nói dối ấy. Dạ. Mà phải chỉ em cơ. Xem sơ sinh gái khéo tay học giỏi đan thêu. À thế chứng tỏ biết làm đúng không? Thế là cái. Mỗi cái tấm này dài bao nhiêu mét hả các em? 6 mét. 6 mét à? Nếu các chị đan được này thì bán ra được bao nhiêu tiền? 200, 300. 200, 300 thì à? Đan lâu lắm nhỉ? Tỉ mỉ lắm, nhìn này. Từng đường kim mũi chỉ. Phụ nữ ở đây thì ở nhà trông con, công việc đồng áng hòm hòm hết rồi. Ở đây thì những cái chân ruộng là thấp thấp là có nước cấy rồi, còn những cái chân ruộng cao thôi. Đẹp nha. Như chỗ dày dày này mới xong à chị? Đấy. Đây như chỗ này là xong rồi à? Vâng. Đẹp nhỉ. Cầu kỳ tỉ mỉ lắm nhỉ. Đi sơ ơi. Để đấy cho các chị làm đi xuống bên dưới kia cùng anh đi. Ok. Đi em ơi, em dẫn anh xuống nhà em đi. Đi. Có bé con đi theo không? Thì đây là nhà bố mẹ các bạn ạ, bố mẹ chồng của bạn này. Đấy, tức là chồng của Mai với chồng của bạn này là hai anh em trai đúng không? Đây thì cái nếu mà xây dựng thì vật liệu cũng vận chuyển ô tô lên được, nó hơi khó khăn một chút thôi nhưng mà vẫn đi được. Được cái quang cảnh đồi núi nó xanh mơn mởn này các bạn này. Không khí thì tuyệt vời rồi, trên này thì không có ô nhiễm và không có tiếng ồn nhiều. Thi thoảng có một vài chiếc xe máy đi lên trên rừng đấy. Bây giờ đang mùa màng đấy, bà con đang cày bừa nghe có tiếng động một chút. Còn đi qua cái hẻm này thì cũng đã ra trung tâm xã rồi. Thì việc cái việc đầu tiên thì như các bạn biết ấy, Long cũng nhờ các bác chức trách và phụ trách thôn bản nữa, với cả anh em quen biết ở đây thì đi tìm đất. Cũng đầu tiên thì cũng rất là khó thuyết phục các bạn ạ. Đất đai người ta chẳng muốn bán. Thì đợt gần đây thì tìm được cái nhà này thì Long ưng ý nhất, nên là cũng nhờ anh em làng xóm một thứ thuyết phục. Thì nghe chừng là cũng hòm hòm rồi. Hôm đó anh Tính trưởng bản có gọi điện cho Long thì báo là gia đình với cái mức tiền mà Long đưa ra thì gia đình cũng tương đối là đồng ý rồi. Thì chưa giấy tờ, chưa ký kết nên mình chưa dám khẳng định các bạn ạ. Thì với cái mức giá Long đưa ra thì nghe anh Tính trưởng bản nói là mọi người cũng thấy hòm hòm muộn ổn rồi. Thì hôm nay Long đang định muốn lên để gọi anh Tính nữa ra để xác thực lại một lần nữa, nếu mà đồng ý thì Long sẽ nhờ các ban ngành bên quản lý đất đai vẽ bản đồ và làm giấy tờ ký kết mua bán trao đổi. Đấy, như thế từng bước một các bạn nhé. Yên tâm mà Long đã từng làm những công trình đất đai, nhà cửa các thứ này tương đối nhiều trên kênh rồi. Nên là mình cũng nắm cơ bản tương đối rõ về những cái kế hoạch đó đây. Nếu mà đường này mà có ô tô nào mà hai cầu mà khoảng 3 tấn rưỡi là có thể lên được. Vật liệu cái thứ đổ đây là hợp lý. Đây nếu mà xây dựng cái đất đai ở trên này thì không biết là hôm đấy là người ta muốn bán mảnh ở đâu. Em tên là gì nhỉ? Mai. Em cũng là Mai á? Ừ. Thế hai chị em dâu đều là tên là Mai. Ừ. Thế Mai kia là đi ấy rồi à? Đi công ty với chồng rồi. Còn Mai này ở nhà trông con nhỉ? Đâu? Thế cái mảnh đất mà muốn bán đâu, dẫn anh ra đi. Bán bên này đúng không? Anh cũng đoán là bên này, bởi vì là đằng trước đây thì rất là rộng rãi nhưng nó vướng vào công trình phụ với cả nó là trước cửa nhà em đúng không? Đấy, cũng phải chia sẻ thật luôn, chứ cũng thẳng thắn luôn, cũng chả giấu giếm làm gì đúng không? Là chồng bạn Mai đây thì đang đi cải tạo, hơn 20 năm nữa mới được về à? Đấy, thôi cố gắng động viên chồng em ạ. Ai cũng có những cái lỗi lầm của mình thì cố gắng động viên chồng thôi. Thì cái mảnh đất này khá là rộng đấy các bạn này. Nó hơi bị thóp đôi chuột ở góc điểm tí. Cái chỗ em Mai với em Sơ đứng kia nó hơi thóp. Nhưng mà được cái chỗ này rộng, nếu mà làm nhà thì lấn ra này thoải mái này. Chỗ này thì chiều rộng khoảng 10 mét. Nó thóp đôi chuột về đây. Thì cũng được thôi. Thế cái tả ly đằng sau này là nhà em à? Ừ,
còn xả được đất xuống nữa không hay là đường của họ rồi? Đường của họ cũng vẫn thoải mái, vẫn được. Vẫn thoải mái. Thế ví dụ bán là bán hết cả cái góc chuột này à? Bán đến cái chỗ rào kia gì? Giật về cái bếp này à? Đến đâu? Hả? Đến đây á? Đến mua đấy, mua tòa nó lụt xuống tòa nó sự. Đến đấy không đủ được. Đến đấy không đủ được. Bởi vì hôm đấy thì anh tính mới nói Long là khu đất này thôi. Long ấy tưởng là tận sang bên này cơ các bạn ạ. Không, không được. Chị đấy chỉ bảo là tối thiểu là phải đến đây. Từ chỗ hàng rào xong đến đây thôi. Hàng rào phải đến đây. Phải đến đây thì mới được 40 triệu chứ còn. Đây các bạn ạ, đầu tiên là anh tính anh bảo với Long là gia đình đầu tiên là gia đình nói là 100 triệu đúng không? Nhưng mà anh biết cái khu đất này, nhưng mà anh không biết là chính xác là từ đâu đến đâu. Thế về sau Long bảo khu nếu mà khu đất này, cả khu đất này thì chỉ khoảng 40 triệu thôi. Đúng rồi. Anh tính bảo thế thì anh nói chuyện gia đình cũng hòm hòm rồi. Nhưng mà hôm nay Long đấy, Long phải đến trực tiếp các bạn ạ. Nếu như được từ chỗ khoảng chân em sơ rất về hất về kia ấy, thì Long sẽ mua, chứ còn nếu mà về đằng kia thì nó bé quá. Mai ạ, bằng đấy chỗ đấy thì không đủ xây nhà được em ạ. Không đủ được. Nó phải ra đến đây này em này. Nó phải ra đến cái gốc cây này. Ra đến gốc này. Gốc cây này chém vào trong kia, chém thẳng vào trong kia. Thì mới đủ được. Tính thì chắc anh ấy nghĩ là anh xây nhà nhỏ thôi. Đúng rồi. Không đủ xây được. Xây nhà nhỏ thì cũng được. Bởi vì Mai ạ, đằng trước của mình nó là cái vực em này. Thôi được rồi, để anh nói chuyện lại với anh Tính, với cả nói chuyện lại với bố mẹ chồng em nữa cơ. Thì nó vào cái vực này các bạn ạ. Cái gọi là cái chân ruộng bậc thang, nó khoảng 2,5-3 mét cơ, nó rất là sâu. Đây, nếu mà làm nhà quay mặt ra đây đẹp quá các bạn nhỉ. Đây, quay ra ruộng nương rồi là phía xa là đồi, lưng cũng tựa vào đồi, đẹp lắm. Chỗ này thì cảnh thì quá là chill luôn, quá đẹp rồi. Đẹp. Lưng tựa ở kia, nhưng mà cái khoảng đất nếu mà bán nguyên chỗ đấy không thì nó hơi hẹp. Để anh nói chuyện lại với bố mẹ em nữa, xong là nói chuyện lại với trưởng bản các thứ nữa. Bằng đấy thì nó hơi bé, không đủ làm được. Bởi vì là cái chỗ kia kìa Mai kìa, cái đầu bên hàng rào kia nó bị bé, đúng không? Nếu mà nó to đều như bên này ấy, thì thoải mái. Nhưng bên kia nó bị bé, nó bị thoát đôi chuột mà. Thôi cảm ơn em nhiều, đi về đi, anh em mình đi về đi. Bởi vì Mai cũng không quyết được 100% đâu, đúng không? Thì chồng như thế thì chủ yếu là bố mẹ chồng thôi. Bởi vì các bạn biết là như này nó cũng nói chia sẻ thẳng thắn luôn, mình không phải giấu giếm gì. Các bạn cũng biết là cái đi cải tạo thì nó như nào rồi. Mình vẫn phải có tiền để mình còn vào thăm nom các thứ, động viên phấn đấu để sớm được mãn hạn. Thì gia đình cũng khó khăn, cũng cần phải bán đi để lấy kinh phí để lo toan cho chồng. Mời anh ăn đấy. Dín nó bảo cái mận đen đen này ngon lắm mà sớ. Nếu như mà nó mà đâu, chín hết thì nó sẽ ngon. Đây à, em vừa bửa rồi đây à? Cái này chín chưa? Cái này cũng chín rồi nhưng mà nó vẫn có chút chua nha. Vẫn chua chua. Lúc mà nó em vừa hái đâu nhanh đi mà. Cái hàng mận đấy à? Đây này Mai này. Nhà mà xây giúp ba mẹ con cũng phải to như nhà em, cũng bằng nhà em cơ. Thì mới được. Đấy, đây này. Nhà em cũng là nhà cấp 4 này. Nhà người Mông xây thì không có cửa sổ có thứ gì cả. Nhìn trông nó buồn cười lắm. Nó cũng sẽ xây tương tự như này nhưng mà sẽ có cửa sổ và nó sẽ khoa học hơn. Nó sẽ khép kín và sẽ đẹp hơn một chút. Thợ xây trên này thì nói chung là cũng tương đối thôi. Cả ba mẹ con sinh sống thì khá là xa nhà Long các bạn ạ. Cách 200 km cơ thì Long cũng không thể nào mà ngày nào cũng cập nhật tình hình ở đây được. Mà cũng còn nhiều việc khác nữa. Nên là những cái công việc tìm đất đai này thì mình một số người quen biết ở đây và các bác lãnh đạo xã cũng như là phụ trách thôn thì nó cũng nhờ các bác hết lượt rồi, nhờ anh em quen biết ở đây nữa, thì cũng chả có nhà nào bán cả, toàn những cái sườn dốc như này các bạn nhìn này, nó dốc treo leo chót vót như này thì không có một cái chỗ nào mà diện tích rộng để mở ra. Tại sao mà Long lại muốn tìm đất ở trong những cái bản làng này? Bởi vì nó lân cận những bản làng này thì dù sao ấy thì chị Á chị vẫn còn anh em ruột thịt ở quanh ở những cái bản làng gần đây. Và thứ hai là những bản làng ở đây thì chị đã hồi bé chị có ký ức, chị sống ở đây chị quen biết nhiều, chị giao tiếp được và người ta cũng tình thương, người ta cũng có, người ta cũng cho mượn đồi, mượn nương để làm. Thì mình muốn mua đất ở đâu mà có gần cái khu vực người ta cho mượn ấy, thì người ta cũng không phải là người ta cho mượn năm này qua năm khác, có mượn cả đời đâu, nhưng mà dù sao thì mình vẫn có đất để canh tác được năm nào hay năm đấy. Chứ còn hơn là sang ở những cái nơi khác sinh sống, sang bản khác sinh sống ở được mỗi cái nhà ở thì chẳng biết làm gì để ăn cả. Đấy, nó như thế.
hôm nay thời tiết khá là mát. Sơ mặc bộ này đẹp đấy ha. Đấy, quay vòng xem nào. Xem lấy được chồng chưa? Chưa. Cô gái mét năm. Cô gái mét 51. Bây giờ tí Long vừa gọi anh Tính phụ trách thôn, gọi trưởng bản, trưởng thôn đấy các bạn. Thì anh ấy cũng anh em nhà với em Mai được một chút. Thì vừa chia sẻ Mai bảo là bố mẹ cũng một phần thôi, còn phần lớn là do em quyết. Thì đấy, thì đồng ý bán là cũng có cơ sở rồi, chỉ còn mỗi cái vị trí đất thôi. Là lới về bên nào thôi. Bây giờ em có hay làm nương làm ruộng không ở nhà ấy? Con nhỏ quá nhỉ. Ôi giời. Thế bây giờ mấy mẹ con ăn ở nhà này hay là ăn với ông bà? Ăn ở nhà. Ăn nhà. Thế chồng đi như thế thì lấy đâu ra tiền? Kiếm đâu ra tiền để ăn mấy mẹ con ăn? Không có đâu à. Đến khổ. Thế chồng đi được bao nhiêu năm rồi? 4 năm rồi à? Lâu lắm rồi à? Hơn 20 năm rồi. Chồng là. Thế là Mai cũng giỏi đấy nhỉ. Thường thường là phụ nữ người Mông anh hay gặp mọi người là cứ chồng đi đâu hoặc là chồng qua đời cái là đi lấy chồng mới ngay. Lấy chồng mới. Xong là bỏ cả con luôn. Nhưng mà Mai này đợi thì chồng 4 năm là giỏi đấy nhỉ. Thôi cố gắng. Bây giờ con nhỏ tí này thì làm cái gì được. Công vì các con nữa. Được cái dạng người lúc nào cũng cười này tốt rồi. Nhìn cánh đồng đây thích sơ nhỉ. Đấy, chân ruộng bậc thang đẹp lắm các bạn này. Cảnh trên vùng núi mình thì chả có gì đâu, ngoài những cái chân ruộng bậc thang, núi rừng bao la bát ngát này thì được cái thời tiết mát nữa thì cũng không có gì các bạn ạ, cuộc sống bà con còn khó khăn lắm. Ôi mà anh Long ơi, kiểu là nếu như mà bây giờ mình mua cái đất này ấy, xong rồi kiểu là chồng của chị đấy bây giờ vẫn đang đi cải tạo ấy, thì cái lúc mà về thì có kiểu gọi là tranh chấp lại đất hay không nhỉ? Anh hiểu, anh cũng khá là băn khoăn với cái việc đó ngay từ thời điểm ban đầu. Anh có hiểu ý em hỏi, tức là mọi người thì hay kiểu như là nghĩ là những người mà người ta đi tù, đi cải tạo đấy, thì người ta ngày xưa người ta phạm tội thì toàn những người không hiền lành hay như nào. Đúng đó rồi. Thì sợ người ta về người ta sẽ gây khó dễ, hoặc là ở như con. Thế thì ba mẹ con người ta sẽ làm phiền ba mẹ con. Nhưng mà anh lại nghĩ nó thoáng hơn một chút là như này, thì nói chung là ai có tội thì người phải bị trừng phạt. Và sau cái quá trình nhà nước này cho anh ấy đi cải tạo như thế thì cũng giáo dục anh ấy, thì cũng rất là hy vọng là anh ấy sẽ trở lại với con người tốt, anh ấy sẽ biết tu trí làm ăn. Mình cũng hết sức là tin tưởng các bác quản giáo các thứ thôi, là các bác ấy sẽ hướng anh ấy thành một người lương thiện. Đấy là cái điều thứ nhất. Cái thứ hai là anh cũng sẽ làm giấy tờ chứ. Làm giấy tờ ký kết đầy đủ hết. Có người chứng kiến, trưởng thôn, trưởng bản, các bác chủ tịch xã, bí thư các thứ, bên ban quản lý đất đai làm sổ sách, bản đồ các kiểu, đàng hoàng đâu vào đấy hết. Với cả một cái lợi thế nữa là ba mẹ con này cũng anh em dây mơ dây mái một. Đúng rồi, tức là trong bản làng người Mông cũng hay họ hàng xa ấy, thì chắc cũng không đến mức là kinh khủng như thế, nên là cũng rất là tốt thôi. Chị cũng sinh sống ở đây bao nhiêu năm rồi. Đúng rồi. Và một cái điều nữa là anh tin tưởng ở cái nhà này như này ấy, là bởi vì là gia đình của nhà em Mai này, bố mẹ em Mai này cho ba mẹ con ở nhờ. Hàng gần năm nay rồi. Thì họ cũng là người tốt. Thì còn anh này thì anh ấy sau này anh ấy đi chạy đi chiếc về hay như nào thì cũng còn lâu lắm. 20 năm nữa. 20 năm nữa thì phải có tiền và phải có cải tạo tốt thì mới được ra sớm. Đúng rồi nhỉ. Chứ còn 20 năm nữa thì cuộc sống thay đổi nhiều lắm rồi, mọi thứ thay đổi nhiều lắm rồi. Lúc đấy về chắc cũng tầm khoảng có tuổi rồi. Có tuổi rồi, lúc đấy người ta cũng điềm đạm, người ta cũng không ấy nữa đâu. Đấy, tình hình như thế. Long nghĩ nó như vậy thì các bạn ạ. Tức là mọi chuyện thì nó rất là phức tạp, nhưng mà mình cũng không thể nào mà đoán trước được như này như nọ. Cũng hy vọng là với sự nỗ lực, với cái nhiệt huyết của mình, cũng như là toàn thể các bác lãnh đạo ở đây, anh em làng xóm láng giềng nữa, thì hy vọng là cái mảnh đất này nó sẽ có duyên với ba mẹ con. Cũng không còn mảnh nào hơn mảnh này đâu các bạn ạ. Long đi tìm hết rồi. Em chào anh Tính đẹp trai nhá. Ba lãnh đạo hôm nay đi đâu đấy? Bắt tay anh tí. Mấy hôm trước em đi công tác em lại không ở nhà, anh cũng gọi điện cho em không về kịp được. Hôm nay mới lên. Đây, em gái em. Anh Tính ơi, vừa em nói chuyện với Mai ở cái khu đất mà anh em mình hỏi ấy. Vâng. Thì
Nó như này, tức là họ muốn bán, họ muốn bán từ đâu đến đâu anh nhỉ? Ý là nó ở cách xa xa đây một tí. Xa đây một tí. Cắt thì được, cứ khoảng từ đây đi xong là. À đấy, thì nếu mà từ chỗ chân anh thì tốt quá. Thì cái mai nó lại chỉ cho em là nó bảo là từ cái gốc cuối cùng cái hất về kia. Thì em bảo cái chỗ đấy nó vào cái đuôi chuột thì không xây được. Nó bé quá không làm được gì. Thế là mình được khoảng bao nhiêu mét dày? Thì cái nhà ấy, trong cái lòng nhà ấy là đã 60 mét vuông rồi. Nhưng mà 60 hay 50 mét không quan trọng, mà quan trọng là tức là mình phải giật lùi ra đây thì mình mới lắn cái nhà nó vuông được. Bởi vì cái ngoài này nó là cái tả ly ấy. Nó là cái tả ly thì ví dụ mình xây cột xây kiếc nó gần tả ly quá thì một thời gian nó sợ nó sạt, nó nguy hiểm. Thì theo em là như này này. Vâng, đấy đúng rồi, chính xác. Thì anh ạ, anh Tính ạ, thì anh nói chuyện lại với gia đình giúp em, thì em muốn gia đình sẽ bán từ, tối thiểu là bán từ gốc này hất về đấy, gốc cây này hất về kia. Nếu mà ấy thì, vâng. Nếu mà gia đình không ấy thì mình cứ cắt phải sao? Vâng, thì nó mới vuông mới xây được nhà đúng không anh? Vâng, đấy. Dạ vâng. Anh đeo cái mic để anh em mình nói chuyện cho nó rõ. Đấy, tức là bác cũng hiểu ý em rồi đấy. Tức là mình làm nào để cái góc nhà này của mình đủ mét, mình giật về đằng kia. Bắt buộc là từ đây sang kia là nó phải đủ mét thì mới được ạ. Đấy, đúng rồi. Mét 2, 3, 4 tối thiểu là phải 5 mét. Ít nhất là phải 5 mét. Đấy. Thì đây cơ bản là đến 5 mét thì vâng, đấy 5 mét. Thì 5 mét em sẽ xây 5 mét chiều ngang, còn chiều dài khoảng 11 mét, 12 mét thì đấy cũng được. Chứ không nhất thiết là phải chiều ngang 6 mét. Vâng. Thì cái chiều dài mình là phải được khoảng chiều dài thì cỡ khoảng 10 mét. Tối thiểu là 10 mét. Tối thiểu 10 mét. Vâng. Là 50 mét vuông các bạn ạ. 30 còn 50 mét vuông cũng được. 5. Không được 60 mét 6. Thì phải được 50 mét. Đấy. 8. 9. Ui, đấy, thì đúng đây đấy, đúng gốc cây đấy, em mắt em nhìn mà. Em là đúng hai gốc cây chiếu sang nhau. Đúng đây. Vâng. Thì đấy. Nó gọi chủ nhà ra. Vâng. Thì nó cũng đồng ý rồi nhưng mà. Vâng. Hắn ơi. Thật đó. Thì nghe Mai bảo là Mai cái này Mai quyết định được chứ không nhất thiết phải bố mẹ chồng đâu đúng không? Vâng, đây, đây, quyết định được, bố mẹ chồng không quyết được. À, bố mẹ chồng tham mưu thôi gì. Chồng thì chồng thì do ấy chồng đi tù thì bây giờ còn mấy vợ thì chỉ có gì thì vâng. Em thế hôm đầu tiên em lên em hỏi anh em này cũng là chú của nó mà hôm đầu tiên em mà. Hỏi vâng. Chắc em mới ngại em mới bảo à, em do, không do, dám quyết chỉ tôi nhờ cầu thần đấy nó do phụ nữ mà hoa tại đó là hắn tự tạo cái tạo giờ tạo cái chút dầu hơn nữa nè ấy tạo sinh nó thì tạo chờ rau thì là họ do cho nó từ mà giờ tính tôi làm gì đi giờ sinh ấp tạo nó mới dù nhà nó sụp thì ta ta ở thì giờ phụ nữ muốn đi chỗ hơn này học cầu thần thế này rồi chút sợ đắng hay ta ta có gì mà sự chính là chút dầu ha chút đó chút sợ đắng chút sợ đắng nó bớt cái khe chút sợ dầu ra nó bớt cái khe họ lại lại chút sợ phi luôn hay học cầu thần thế này giờ phụ nữ muốn hơn này lâu chưa giờ đấy Mai xem mà đồng ý quyết định được thì anh em mình thực hiện. Đó là bao giờ trời thì tới trời lâu chiều trong kỳ đi hết này anh ta chân đau hết này có chút một giờ yếu hết à chân mình rồi xem mấy yếu cái gì cái này làm thì mình vẫn xoay cửa sang bên kia mà vâng thì xoay cửa sang bên kia thôi ạ đấy thì chứ còn chả có hướng nào mà xoay nữa rồi đấy vẫn là xoay theo vâng. Đúng cái nhà này không xoay theo nhà của Mai này đẹp vừa nhìn ra cái thung lũng này vừa đẹp các bạn ạ. Cái này là mình cũng xoay như kiểu cấp 4 đấy cũng tương tự như nhà Mai này nhà này đúng không tương tự như nhà Mai này nhưng mà bếp với cả phòng vệ sinh này em xây khép kín vào trong nhà hết vâng. Chứ không có làm bếp riêng như này vâng. Và cửa sổ của siếc em để thoáng hơn nhiều cửa hơn. Nó có ba vợ con, ba mẹ con đây thì nó không cần thiết đâu, phải rộng quá. 50 mét ạ, tối thiểu nó phải 50 mét. Rồi. 50 mét thì đấy. Đấy, như anh vừa đo là hợp lý rồi ạ. Thì còn cái sẹp kia thì Mai cũng cho ba mẹ con mượn hay là em trồng rau trồng cỏ gì thì mấy cô cháu cùng trồng. Nhà. Thì mua ở đây mà mua đất để làm vườn, làm ruộng, làm nương thì không mua được đâu các bạn ạ.
người dân ở đây thà người ta để ruộng người ta ấy, người ta mới có cái ăn, chứ còn mùa nương mùa ruộng thì khó lắm, người ta nào mua ở đâu, đất 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 vàng ở trên vùng biên giới này, mua được cái mảnh đất làm nhà làm cái nền nhà đã tốt lắm rồi, cũng không hy vọng gì đến cái thứ khác cả. Còn sau này ba mẹ con mà đi giúp người ta, nhờ người ta trồng lương trồng ruộng, hoặc là long mua còn thừa quỹ long sẽ mua các đồ vật nuôi thì mình sẽ tính sau. Lúc 10 mét thì cũng phải tính đây sang thật, nếu mà tính mình lấy trách kiểu này bởi vì nó chéo đấy, mình lấy trách trước kiểu này thôi, cái góc nhà còn góc kia thì mình sẽ cho vào dưới kia tí, nhưng mà góc này mình lại ăn vào bên này cơ, mình không ăn dưới kia. Thì mình cái cửa mình sẽ cho lên trên này, đúng rồi, cho vào cái đời này, nên là không phải bắt không nhất thì thép tóm lại là như thế, bởi vì nó còn cái giọt danh giọt giếc thì mình cứ làm, nếu mà ấy thì bán thì là từ chỗ này luôn, từ gốc cây này vuông vào luôn, bởi vì nó còn cái giọt danh các thứ nữa, hiên cái hải. Bây giờ thì cháu lại bảo là nếu như thế thì lại nhiều quá, nhiều quá. Vâng, như thế thì nó muốn đòi 50 triệu thôi. Thế thì không nhiều đâu. Thế thì nó ăn vào trong này nhiều quá, nó lại thế. Bên trong tính là mình mét thì mình tính từ đây sang đấy thì cũng được, nhưng mà vâng, nó làm hơi chắc chắc thì. Còn đằng này thì mình cho sắp vào tạ ly tí thì chắc cũng được. Thì nếu mà 40 triệu là mai sẽ bán từ đâu đến đâu của em? Đâu em 40 triệu em đồng ý bán từ đâu đến đâu? Để anh biết được tính toán. Hello quá mà cái sơ. Không bán cái này em phải suy nghĩ kỹ và em dứt khoát đấy. Bởi vì lúc làm sổ sách giấy tờ rồi là em không thay đổi được đâu. Đi đu lụt tắp bao. Hứa sử dụng ô tô ôn đất khó chắc đu lụt. Người tập căng thì bớt chân nhau thì... Thế như vậy là hòm hòm rồi đúng không? Mai cũng đồng ý rồi đúng không anh? Vâng, cơ bản là không đồng ý. Đầu tuần đấy nhá. Đầu tuần khoảng thứ 2 hoặc thứ 3 thì hôm nào em lên được thì em sẽ chủ động gọi điện cho anh trước. Vâng. Thì em cũng mạn phép nhờ anh là anh em mình cùng nhau ra bên ủy ban. Vâng. Để nhờ các bác địa chính quản lý đất đai các bác ấy đo đạc rồi chuyển đổi. Chứ hôm nay nếu mà ấy thì em ra xong anh điện cho địa chính sang đấy được. À, đi chính sang đây gì? Vâng, đi vâng, chính okay, okay. Chính sang đấy. Vâng, thế đầu tuần bởi vì là một lát nữa thì em lại di chuyển về quê có chút việc cá nhân. Vâng. Đầu tuần thôi, khoảng chậm nhất là thứ 3. Vâng. Thì hôm nào lên em sẽ liện trước cho anh 1-2 hôm. Vâng. Xong là vâng, nếu mà có gì thì anh giúp giúp em, bản thân em giúp ba mẹ con một chút. Ba vâng. phụ trách thôn này nó cũng vất vả việc gì vâng. đến tay. Đấy. Cơ bản là vâng. trách nhiệm thì vâng. ấy thôi vâng. trách nhiệm một phần không, thôi nhưng mà vâng. cái tấm lòng của bác là tuyệt vời đấy, không tính toán về cái đấy cả vâng. rồi cảm ơn anh, mong sao là tìm được miếng đất để vâng. làm cho ba mẹ con đấy thì vâng, cũng càng vâng. tốt cảm ơn thôi. Anh nhiều nhá vâng. rồi em chào anh vâng. em bắt tay anh chào vâng. anh một chút, cảm ơn vâng. anh nhiều vâng, có gì em liên lạc anh nhá vâng, vâng, vâng. mai thì cứ suy nghĩ hết hôm nay đi nhá vâng. phải chắc chắn đấy nhá vâng. Một tin rất là vui đúng không em? Đúng rồi ạ. Thì, cũng khảo sát nói chung là em Mai thì em cũng rất là cần tiền đấy. Thứ nhất là để chăm con, thứ hai là cũng lo công việc cho chồng nữa. Thế là đất đai đấy cũng rất là hợp lý thôi, bằng phẳng, mình không phải san gạt gì cả. Cứ đào móng rồi xây dựng thôi, vật liệu vận chuyển lên cũng dễ dàng. Và được cái là các bác lãnh đạo cũng nhiệt tình như nhiệt này tình, thì hỗ trợ. Thì cũng sẽ ổn ổn thôi.